Xin chào mọi người, video ngày hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ phim khoa học viễn tưởng xen lẫn huyền huyễn. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ một mùa hè cuối cựu thế kỷ, virus LRL không rõ nguồn gốc xuất hiện trên trái đất, số người lây nhiễm vượt quá 2 tỷ, thế giới bắt đầu dính vào thảm họa. Những động vật bị lây nhiễm đột biến trở thành quái thú đáng sợ, bọn chúng ồ ạt xâm chiếm tấn công. Con người gặp phải hủy diệt phải dùng tới bom hạt nhân, vậy nhưng thứ bị hủy diệt lại là nền văn minh nhân loại. Liên Hợp Quốc tuyên bố bước vào tình trạng khẩn cấp. Người dân được sơ tán xuống trụ sở dưới lòng đất để tị nạn. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ Đại Niết Bàn. Nhân loại sẽ mãi sống tiếp, mà nhân tố quyết định tới điều đó chính là bởi vì trong nhân loại đã xuất hiện chiến binh. Họ có sức mạnh vượt bậc, có thể giết chết quái thú giúp con người lấy lại lợi thế. Nhân vật chính trong bộ phim này là La Phong, 18 tuổi. Anh có tư chất xuất chúng, còn chăm chỉ, vậy nhưng hoàn cảnh lại không tốt chút nào. Anh rất ngưỡng mộ các chiến binh, vậy nhưng chiến binh là mục tiêu quá xa vời, nên mục tiêu hàng đầu của La Phong bây giờ là thi đỗ đại học vào tháng sau. Đúng lúc đang cùng với người bạn tâm sự thì anh đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó bay qua bầu trời. Tuy có thể qua được mắt người thường, vậy nhưng lại không thể trốn được qua radar. Quân đội lập tức triển khai phi cơ chặn đánh. Được biết mục tiêu lần này có tên Hắc Quan Kim Điêu trưởng thành, loại đại bàng biến dị xếp thứ 3, độ cứng của lồng cao hơn đá kim cương, khoảng cách hiện tại còn 1.000 km. Ngược phía với Hắc Quan Kim Điêu là nhiều chiếc chiến cơ, bọn họ liên tục nã tên lửa lẫn đạn hạng nặng vào quái thú, kết quả là khiến nó không chút tổn thương. Lồng vũ được bắn ra như mưa, 10 chiếc chiến cơ lập tức bị thất thủ. Quái thú tiếp tục tiến lên, quân đội đành phải triệu tập chiến binh. Cùng thời điểm này, La Phong cùng người bạn đang trên phố nói chuyện phiếm thì gặp được Tử Hân. Không may là quái thú tới quá đông lúc, mọi người trên đường chạy toán loạn. Các mảnh kính không may rơi xuống đúng vị trí của Tử Hân. La Phong thế vậy nhanh trí chạy tới bế người đẹp, rồi bằng một cách thần kỳ nào đó lạng lách qua vô số mảnh gương. Cứu người xong còn chưa kịp định thần lại thì mấy chiếc lồng vũ của quái thú đã hướng thẳng tới hai người. Độ sắc bén của nó thì khỏi phải bàn, chỉ cần đánh chúng thì La Phong và Tử Hân chắc chắn sẽ trở thành món thịt xiền. Đúng lúc sắp về với đất mẹ thì một chiếc van chợt đã bay tới đánh tan lồng vũ. Chiến binh liền lao lên bầu trời chiến đấu với quái thú. Chỉ với một đường cơ bản, Hắc Quan Kim Điêu đã nhận ra cuộc tấn công hôm nay chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của nó. Sức mạnh của chiến binh đã vượt qua tồn tại của con người. Điều này lập tức truyền cảm hứng cho anh. Kể từ giây phút đó, anh quyết định bản thân mình nhất định sẽ trở thành chiến binh. Nhìn thấy La Phong cứ thất thần trong lớp học, ánh mắt lại chăm chú vào Tử Hân. Trường họ Bạch cũng hiểu ý nên ngay khi tan học, hắn chủ động chặn đường đòi solo một phen. La Phong thấy vậy cũng ngỏ ý chiều theo. Tuy nhiên, hắn còn lôi tới hai tên học viên cao cấp khác. 3-1 không trượt cũng què, vậy nhưng kết quả thì trái ngược hoàn toàn. 3 tên học viên cao cấp trong lớp võ cứ như vậy bị nam chính bón hành nằm ngã ngửa. Từ đầu tới cuối, tất cả màn sổ sát đều lọt vào trong mắt của giang giáo quan. La Phong sau khi giành được chiến thắng liền quay trở về nhà, cả nhà 4 người sống ở một khu nhà trọ thấp. Em trai A Hoa bị liệt chân phải ngồi xe lăn, bố mẹ đều là công nhân bình thường. Bữa ăn có thịt đối với họ cũng là xa xỉ rồi. Để chuẩn bị cho La Phong thi cử vào ngày mai, họ không ngần ngại mua ít thịt, làm một chút đồ ăn ngon cho anh. Về phía trường họ Bạch, hắn quyết định sẽ đòi lại công đạo cho bản thân. Đầu tiên là cử người theo dõi La Phong nhằm tìm ra nơi mà anh đang sống. Qua ngày hôm sau, La Phong hớn hở ra khỏi nhà để tới với kỳ thi đại học. Vậy nhưng con đường phía trước đã bị chặn không thể đi qua. Không còn cách nào khác, anh đành phải chạy đường vòng để tới trường thi. Vậy nhưng chạy đâu cho tắt nắng, tất cả đều nằm trong tính toán của trường họ Bạch, hắn đã cho người phục kích sẵn. Tuy một mình cân được 10 mấy tên, vậy nhưng mục đích của đám người này lại không phải là đánh nhau mà là cố tình câu giờ. Đợi tới khi La Phong chạy tới phòng thi thì đã muộn. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, giang giáo quan đột nhiên xuất hiện bào chữa cho La Phong. La Phong vì vậy mà thành công đi vào phòng thi. Ngay khi thời gian còn 15 phút nữa, hắn ra hiệu cho hai tên khác cố tình gây sự với nhau, kết quả làm đổ bàn khiến bài của anh rơi xuống đất. Trường họ Bạch nhanh trí dẫm chân lên bài thi của La Phong. Không thể làm gì khác, La Phong định phải làm lại từ đầu. Áp lực thi cử này quá lớn, nó khiến anh ngất xỉu vào phút cuối. Khi tỉnh lại thì đã ở bên trong bệnh viện, Tử Hân lấy lý do đại diện cho hội học sinh tới thăm. Trường họ Bạch cũng tới, mục đích tới ngoài việc khiêu khích mỉa mai thì cũng chẳng còn chuyện gì khác. La Phong tức giận, cánh tay vô tình bóp méo thành giường. Ngày điểm thi được công bố, La Phong mang theo tâm trạng bồn chồn tới xem kết quả. Kết quả lần này lại không mỉm cười nữa, anh đã bị trượt đại học. Vậy nhưng con đường của La Phong vẫn chưa phải kết thúc. Vào cái ngày mà anh ra viện, giang giáo quan xuất hiện. Ông an ủi, hiện tại anh đã đạt tới trình độ tiêu chuẩn của chiến binh. Khác với thi đại học, tư cách ghi danh bài kiểm tra không cần bất cứ yêu cầu gì. Chỉ cần vượt qua bài thi kiểm tra chiến binh tiêu chuẩn và bài thi thực chiến, để giúp đỡ gia đình cho bọn họ có một cuộc sống tốt hơn, vậy nên anh quyết định sẽ ghi danh tham gia kiểm tra chiến binh. Cuối cùng, kỳ thi kiểm tra chiến binh tiêu chuẩn cũng tới, giang giáo quan tự mình tới đón. Thường thì chiến binh có 4 con đường để đi, đầu tiên là gia nhập quân đội, bảo vệ quốc gia và nhân dân tránh khỏi bị quái thú tấn công.
thứ hai là gia nhập lớp học võ, làm đội tiên phong của nhân loại, thứ ba là gia nhập tập đoàn, cuối cùng là gia nhập lính đánh thuê, duy trì trật tự tại những nơi xa xôi nguy hiểm. Sau một hồi di chuyển, chiếc xe cũng tới nơi kiểm tra, tổng bộ lớp võ cực hạn ở Dương Châu. Lần này hội quán còn đón thêm một vị khách quý đặc biệt nữa với biệt danh là Liên Đại Nhân, cũng là người đã dùng một chiêu giết chết Hắc Quan Kim Điều. Ô Thẩm dẫn La Phong tới phòng kiểm tra. Phòng kiểm tra này như là một chương trình thực tế ảo, mô phỏng không gian. Ngoài bản thân cậu thì ở đây cũng có rất nhiều người khác. Mục tiêu họ phải đối đầu là một đám quái thú, heo rừng một sừng, heo rừng lồng sắt và cả ảnh miều. Sau hai lần được người khác cứu thì La Phong cũng lấy lại được bình tĩnh. Đối mặt với một con tê giác một sừng đang lao tới, La Phong vội cầm kiếm đáp trả lại. Mới tiêu diệt tê giác xong thì con hổ khổng lồ khác lại tới, kết quả vẫn là bị hạ gục. Rất nhanh sau đó, đám quái vật cũng bị tiêu diệt. Tuy nhiên nãy giờ mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi, ở phía sau mới chính là bài kiểm tra thực sự. Cả đôi âm thầm đi vào tòa nhà kiểm tra, rất không may là bọn họ đã bị phục kích. Chung cuối lần này là quái thú cấp E, Kim Ngô Thứ. Biết không ổn rồi, cả đám liền lao ra ngoài. Đi đầu trong hoàn cảnh này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ngay sau đó, hai người khác cũng đi theo bước chân của người đầu tiên. Tại đây chỉ còn một mình La Phong nữa, anh cầm kiếm lao lên, Kim Ngô Thứ tung lông tấn công kịch liệt. La Phong nhảy lên định bổ quái thú thành hai phần, kiếm chém vào quái thú lập tức bị gãy làm đôi. Đổi lại thì anh may mắn bám được lên người Kim Ngô Thứ, sau đó mò lên đâm một nhát chí mạng vào con mắt của nó. Nó vô cùng tức giận, La Phong lập tức bị giết chết và tỉnh dậy. Anh đã thông qua bài kiểm tra, khẩu hay cũng không yêu cầu phải giết hết tất cả quái thú mà là thông qua mô phỏng thực chiến, tính toán năng lực chiến đấu của cậu. Khả năng gây sát thương, tránh né công kích đều đạt được. Những thành tích này đã vượt qua phần lớn yêu cầu của bài kiểm tra, số điểm của anh là cao nhất. Bài kiểm tra thực chiến sẽ bắt đầu sau một tháng nữa. Cùng ngày, La Phong tham gia bài kiểm tra, bố của anh và hai người đồng nghiệp được gọi tới nhà của Trương Hạo Bạch để làm việc. Nghe sơ qua thì đã thấy có mùi không ổn rồi. Quả đúng là như vậy, hắn đổ tội làm hỏng viên gạch lát ở sân lên đầu ba người. Cả ba người thanh minh vậy nhưng lập tức bị Trương Hạo Bạch đáp trả bằng vũ lực. Vừa hay chứng kiến được cảnh bố mình đang bị ức hiếp, thậm chí bọn chúng sau khi thấy anh tới còn tiếp tục khiêu khích. Xung quanh đều có camera, chỉ cần La Phong động thủ, cậu sẽ bị vào tù vĩnh viễn. Chứng kiến bố mình bị đấm ngay trước mặt, anh không thể không ra tay. Trung họ Bạch cùng đồng bọn cũng lao lên và cũng cùng nhau nằm ngã ngửa. Vừa giải quyết được đám này thì công an đã xuất hiện. La Phong bị còng tay mang về đồn. Vừa vào tù đã bị đàn anh trong phòng bắt nạt, phải chấn chỉnh người mới đến một phen. Người đứng ra là một tên to xác, cao hơn nam chính gần cái đầu. Sau khi bị tên kia bón hành mấy nhát, La Phong chọn cách đứng dậy đánh song phẳng. Lấy thế tốc độ, anh cuối cùng cũng đánh bại được hắn. Về phía Trung họ Bạch, hắn tiếp tục tìm tới một kẻ khác là Chu Hoa Dương. Bốn người của Chu Hoa Dương ở trong trại gây ra hỗn loạn, còn người ra tay thực sự thì hắn đã có an bài khác. Tên này chính là người được Trương Hạo Bạch gieo tên, biệt danh của hắn là Gián Hổ Mang. Gián Hổ Mang sẽ được truyền tới trại giam khu Nghệ An để tiêu diệt La Phong. Một số ít chiến binh có tinh thần niệm lực, bọn họ được gọi là tinh thần niệm sư. Trái với sự phổ biến của chiến binh, tinh thần niệm sư lại thực sự quá hiếm có. Cùng cấp độ, tinh thần niệm sư sẽ mạnh hơn chiến binh bình thường 2 lần. Thời kỳ đại niết bàn, nhân loại lây nhiễm virus nên sinh ra kháng thể khiến cho gen trong cơ thể ưu hóa. Khi ưu hóa nhất định sẽ có thể tiếp thu năng lượng giữa vũ trụ, dung nhập vào tế bào trong cơ thể khiến cho thực lực bản thân tăng lên. Đây chính là gen nguyên năng. Nhớ theo những gì đã thấy, La Phong ngồi xuống tu luyện, cố gắng cảm nhận năng lượng vũ trụ. Trải qua nhiều lần thất bại rồi làm lại, La Phong cuối cùng cũng có biến hóa. Toàn bộ cơ thể dường như đang bị một nguồn năng lượng kỳ lạ dung nhập vào bên trong. Gọi theo cách của giới tiên hiệp là hấp thu linh khí, còn ở đây gọi là tiến hóa, mỗi tế bào trong cơ thể đều không ngừng lớn lên. Đến bữa ăn, trong lúc La Phong vẫn đang trầm mặc suy nghĩ thì tự dưng có hai tên tỏ sắc tới gây chuyện. Đứng trước phe địch người đồng thế mạnh, La Phong đáp lại bằng cách đứng dậy khiêu khích, tránh cho việc mất thời gian thì tất cả nên lao lên cùng một lúc. Lời vừa mới dứt, hai bên cũng đồng thủ vậy nhưng cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, trận chiến đã phân thắng bại. Gián Hồ Mang thế vậy buộc phải tự mình động thủ, hắn lấy ra một miếng sắt phóng liên tục, kết hợp với tốc độ nhanh nhẹn, La Phong phải chật vật chống đỡ. Đòn tấn công của anh không những không thành mà ngược lại còn bị rơi vào nguy hiểm. Gián Hồ Mang phóng ra hai thanh sắt, trong giây phút nguy cấp đó La Phong thành công thức tỉnh tinh thần lực né tránh được hai thanh sắt. Tuy giữ được một mạng, vậy nhưng hành động này cũng khiến cơ thể quá tải. Cùng lúc này, phía cảnh sát cũng nhận được đoạn băng ghi hình cuộc xô xát ngày trước và biết được chuyện này có liên quan tới Chu Hoa Dương. Về phía La Phong, sau khi tỉnh dậy, anh thấy mình đã ở một nơi khác mà đầu óc, giác quan cũng cảm giác rõ ràng hơn rất nhiều. Thậm chí có thể cách không điều khiển đồ vật. Nhờ video ghi hình mà Từ Hân đem tới, cộng thêm có người chứng kiến, mọi chuyện hiện tại đã rõ ràng nên hôm nay anh liền có thể về nhà. Về phía Trương Hạo Bạch, chuyện lần này thất bại khiến hắn vô cùng tức giận, lần sau nhất định phải tìm người mạnh hơn tới xử lý La Phong. Chu Hoa Dương nghe vậy liền nở nụ cười mỉa mai, mọi chuyện sắp toang tới nơi rồi, dù Chu Hoa Dương chưa khai, vậy nhưng chỉ cần La Phong đem chuyện này tới cục an ninh thì Trương Hạo Bạch cũng xong đời.
Chú Hậu Bạch nghe xong liền vội vã đi tìm chú của mình nhờ trợ giúp. Mặc dù rất tức giận, vậy nhưng ông ta cũng chỉ biết nhắc nhở hai người ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng ra ngoài gây rắc rối. Còn chuyện La Phong, ông đã có an bài, thế giới này vẫn là dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Thời gian tiếp theo, La Phong vẫn một mực cùng với Giang Gió Quan luyện tập. Thực lực của anh đã có tiến bộ rất lớn, tỷ lệ thông qua của bài kiểm tra thực chiến cũng rất lớn. Thân pháp chiến binh chia làm 4 cấp từ thấp tới cao là cơ sở, nhập vi, hoàn mỹ và cuối cùng là ý cảnh. Cái gọi là thân pháp cấp nhập vi là thông qua quan sát quỹ đạo động tác của đối phương mà đưa ra dự đoán rồi lấy động tác với khoảng cách nhỏ nhất để né tránh. Về sức mạnh, giữa chiến binh cũng có chia theo cấp bậc từ chiến sĩ tới chiến tướng rồi chiến thần. Cấp chiến sĩ có thể dùng súng đạn để đối phó, vậy nhưng khi đạt cấp chiến tướng thì súng đạn đã không thể làm gì được họ nữa. Tốc độ phản ứng thần kinh của họ vừa xa tốc độ súng đạn nhanh nhất hiện nay. Trên chiến tướng là chiến thần, thân pháp bọn họ nhanh như sấm chớp, quyền cước có thể đánh tan thành vách. Mặc dù chiến thần đã rất mạnh rồi, vậy nhưng trên thế giới vẫn có tồn tại vượt qua cấp bậc đó. Đúng lúc này Trường Phong Gia Cát đi tới, Giang Giáo Quan lập tức dẫn La Phong tới gặp mặt. Những thông số ban nãy đã chứng minh năng lực của anh hoàn toàn đủ điều kiện, là nhân tài đáng để lớp võ cực hạn chú trọng bồi dưỡng. Điều kiện gia nhập là một căn biệt thự, 20 triệu đồng lương cơ bản, một bộ dẫn đạo thuật có tổng giá trị 100 triệu. Không chờ đợi thêm, anh lập tức ký giấy xác nhận đồng ý gia nhập. Rất nhanh sau đó, toàn bộ đồ đạc cần thiết và người nhà của anh cũng được di chuyển tới chung cư. Ngày thi cũng tới, ngoài La Phong ra thì hôm nay cũng có thêm vài thí sinh nữa. Trước khi bắt đầu, chỉ huy vẫn không quên thông báo nội dung cùng những điều cần chú ý. Nhiệm vụ bài thực chiến của mọi người là lấy vật tư chiến lược trở về, đồng thời thu thập mẫu DNA của quái thú biến dị. Số lượng thu thập được sẽ trực tiếp quyết định tới thành tích. Toàn bộ quá trình thực chiến của thí sinh đều được đám người Gia Cát theo dõi đánh giá. Sau khi La Phong tiêu diệt được vài con, anh bất ngờ đụng độ phải kim một thú. Đây cũng chính là ấu thú mới nở ra từ trứng mà Trương Trạch Hổ mang tới. Thực lực được đánh giá là cao hơn các loại quái thú ở đây 1-2 cấp độ. Mặc dù vậy, La Phong vẫn không sợ hãi chút nào. Thay vì quay xe thì anh chọn cách tiến lên tấn công. Nó lập tức giương cánh bay về phía La Phong, cũng không quên tiện chân túm lấy con lợn rừng biến dị ném thẳng vào mặt anh. Đánh trực diện không thể thắng, tấn công lại còn chuột, anh chỉ còn cách lặng lách xung quanh chờ thời cơ. Kim Ngô Thứ tiếp tục bay theo, vậy nhưng ai ngờ lại phi thẳng vào thanh kiếm La Phong đã cắm sẵn. Nhân lúc nó bị thương, anh tiếp tục lao lên một kiếm tất sát. Rất nhanh sau đó, bài kiểm tra cũng kết thúc, tất cả vật tư đã thu thập được đều mang ra kiểm tra. Cứ tưởng lần này nam chính sẽ đứng top 1, vậy nhưng đã không có chuyện đó xảy ra. Cuối cùng đành phải đứng ở top 2 và thành công vượt qua bài kiểm tra thực chiến, chính thức trở thành một chiến binh. Trở về nhà, một nữ AI đi tới giới thiệu, nàng ta chính là hướng dẫn chuyên môn. Anh có thể xem tài liệu và tin tức liên quan tới chiến binh, cũng có thể mua sắm các loại vũ khí, đạo diễn thuật, bí tịch, trang bị, thuốc, phương tiện giao thông và rất nhiều thứ khác. La Phong khá tò mò về tinh thần niệm sư nên đã lập tức hỏi thầm, được biết tinh thần niệm sư chủ yếu chia làm hai loại. Thứ nhất là khống chế vật, có thể khống chế vũ khí tiến hành bắn tỉa khoảng cách xa. Thứ hai là công kích tinh thần, trực tiếp công kích tinh thần đối phương. Anh tiếp tục hỏi thăm về bí tịch công pháp về nhưng giá quá đắt đỏ, vậy nên không thể mua toàn bộ được. Cũng may là ở đây chỉ làm nhiều mức mua bán, bởi vì vũ khí am hiểu là đao, vậy nên anh quyết định mua luôn 3 tầng đầu của bộ bí tịch cửu trọng lôi đao do cường giả đứng thứ hai thế giới sáng tạo. Qua ngày hôm sau, bí tịch cũng được mang tới. Shipper lần này là Trần Cốc, một chiến sĩ cao cấp đến từ lớp võ cực hạn Giang Nam. Nhân tiện, Trần Cốc cũng có vài chuyện cần nói. Trường họ Bạch cuối cùng cũng bị lộ, ám sát chuẩn chiến binh là một tội danh cực nặng. Chú của hắn là Trương Trạch Hổ đã liên hệ với lớp võ cực hạn muốn đàm phán với La Phong bồi thường chuyện này. Mặc dù Trương Trạch Hổ rất tức giận, vậy nhưng vì đứa cháu, lão đành phải ngậm ngùi bồi thường 50 triệu cùng lời xin lỗi đến từ Trường họ Bạch. Một bên cần tiền, một bên cần mạng, nên mọi chuyện cứ như vậy được giải quyết trong sự căng thẳng. Tuy nhiên, cục tức ngày hôm nay, Trương Trạch Hổ vẫn không thể nuốt được, tai họa ngầm này lão nhất định phải diệt trừ. Về phía La Phong, sau ngày hôm đó, anh cũng tham gia vào biệt đội Hỏa Trùy. Người đàn ông lực lưỡng này là đội trưởng cao phòng. Tình hình là sở nghiên cứu sinh vật liên minh HR có hợp thành một tiểu đội tình nguyện tiến về thị trấn thu nhập mẫu gen quái thú. Không may bọn họ bị tập kích, nhiệm vụ của mọi người là giải cứu bọn họ quay về. Mới đi được một đoạn, cả nhóm đã đụng độ phải quái thú cỡ lớn. Vận khí của La Phong lần này không tốt, anh lập tức bị con heo rừng một sừng nhắm tới. Tuy nhiên anh lại có sở trường tốc độ, dễ dàng né tránh rồi nhảy lên lưng quái thú rồi xiên một nhát chí mạng tiễn nó về cho ông bà. Không ngờ lần đầu tiên ra sân, anh đã có thể giết chết một con quái thú cấp F. Càng bất ngờ hơn nữa là Từ Hân cũng nằm trong danh sách cứu viện. Cũng trong lần này, mọi người phát hiện một thiết bị phát sóng âm. Nơi này tụ tập nhiều quái thú như vậy cũng bởi vì cái này, hiển nhiên là có người cố ý dùng nó để hấp dẫn quái thú tới. Tiếp tục đi vào bên trong, cả đội bất ngờ đụng phải biệt đội Hổ Nhà. Đôi bên gặp nhau cũng không quên chào hỏi đôi lời không thiện cảm. Chính bọn chúng là người đứng sau tiêu diệt những biệt đội khác.
Mục tiêu là gì thì hiện tại vẫn còn chưa rõ, vậy nhưng chắc chắn một điều rằng La Phong đang gặp nguy hiểm. La Phong đã giải cứu được Từ Hân, vậy nhưng trước khi thoát ra ngoài, cả nhóm đã bị phục kích bởi một đám yêu thú lẫn tiểu đội hồi nhà. Biết cứ bỏ chạy không phải là cách hay, đội trưởng Cao Phong liền ở lại chặn hậu. Những người còn lại sau khi tách nhau ra liền chạy vào một tòa nhà gần đó lẩn trốn. Vậy nhưng chạy đâu cho tắt nắng, họ lập tức đụng độ phải một bầy quái vật. Nhờ sự kết hợp ăn ý, họ dễ dàng đẩy lui kẻ địch, cứ một kiếm là một mạng, chỉ là số lượng của nó lại quá đông. Trong lúc mọi người đang chém giết quái thú thì một con cuối cùng đang ẩn nấp lại tính úp sau Từ Hân. Cũng may La Phong kịp thời phản ứng cứu được Từ Hân một mạng. Về phía đội trưởng Cao Phong, mặc dù lấy một địch nhiều vậy nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn đánh bại đám quái thú, mọi người cũng quay lại tập trung. Về phía tiểu đội hồi nhà, bọn họ dự định dẫn dụ một đám hồ quy khuyên tới, coi như là tặng cho phía Hoài Truy một phần lễ vật. Trong lúc phía Hoài Truy đang thảo luận thì hai tay súng bắn tỉa bên hồi nhà đã chuẩn bị sẵn sàng, việc trước tiên cần làm là dẫn quái thú tới. Sau khi đã bật thiết bị phát sóng âm, bọn chúng cũng bắt đầu nổ súng. Nếu như có thể làm cho đám người của tiểu đội hồi nhà bị thương, lại thêm quái thú tấn công, tỷ lệ sống sót của bọn họ vô cùng thấp. Tuy không có án mạng nào xảy ra, vậy nhưng một thành viên trong đó vì bảo vệ đội trưởng nên đã lấy thân mình ra che chắn, kết quả là bị đứt một cánh tay. Biết không thể ở thêm, mọi người liền bỏ chạy. Động tĩnh quá lớn lập tức thu hút đám quái thú tới. Lần này quái vật đều là cấp thú tướng, vài con còn khó đánh, đây lại đếm bằng số lượng hàng chục. Không còn cách nào khác, cả nhóm đành quay xe, đoàn quái thú ồ ạt đuổi theo. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn, phía trước lại thỉnh thoảng có một vài con ngáng đường. Vậy nhưng cuối cùng vẫn bị La Phong sử dụng tinh thần lực điều khiển phi đao hạ sát, cả đội thành công đi vào bên trong một tòa nhà ẩn nấp. Chứng kiến kết cục này, mọi người đều vô cùng tức giận, chuyện La Phong là tinh thần niệm sư, họ cũng nhất trí không tiết lộ. Tuy nhiên trong thời gian mọi người nghỉ ngơi, một con ngân nguyệt hung lang đã tiếp cận lại gần. Bởi vì La Phong là tinh thần niệm sư, vậy nên thực lực cũng gần với ngân nguyệt hung lang nhất, và nên anh lập tức muốn ra sân chiến đấu. Cũng may con ngân nguyệt hung lang này đã trọng thương nên phần thắng cũng cao hơn. Đối mặt với quái thú cấp cao, thay vì lao tới trực tiếp giao thủ thì La Phong bắt buộc phải chọn cách đứng từ xa đánh úp. Tuy nhiên tốc độ cùng phản xạ của nó lại không tầm thường một chút nào, tất cả phi tiêu được phóng ra đều bị đối thủ né tránh, La Phong cũng đồng dạng bị ăn hành một trận sấp mặt. Đáng tiếc đối thủ của nó lại là nam chính, quái thú cứ như vậy bị phi tiêu xuyên cho một lỗ trên thân thể và nằm xuống, kết quả này làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Ngoài ra họ cũng phát hiện một máy phát tín hiệu được gắn lên thân thể của ngân nguyệt hung lang. Hiển nhiên nó cũng là mục tiêu mà tiểu đội hổ nhà nhắm tới. Vậy nhưng trước khi bọn chúng chạy tới nơi thì mọi thứ chỉ còn cái nịt nữa mà thôi. Không lâu sau cả hai tiểu đội cũng chạm mặt nhau, cả hai bên đều vô cùng tức giận và cả hai phe đều muốn dạy dỗ nhau. Rất nhanh sau đó đao kiếm cũng được rút ra, chưa biết bên nào ăn bên nào, vậy nhưng chắc chắn là không ai sợ ai cả. Hành động xích mích giữa hai bên lập tức bị quân đội can thiệp. Kết quả là không có màn đánh nhau nào, tất cả dừng lại ở việc cảnh cáo, thề rằng sẽ không bỏ qua đến từ hai phía. Về chuyện của một thành viên trong đội bị cụt tay, chiến lược chiến đấu giảm mạnh, cách duy nhất là xuất ngũ là 16 quan. Về phần chiến lợi phẩm thu được, cả đội cũng nhận được một khoản tiền lên tới 1 tỷ. Làm xong chuyện, mọi người lại tập trung bàn bạc. Vấn đề cần phải quan tâm lúc này là tiểu đội hổ nhàm. Đội trưởng muốn sử dụng thuốc biến đổi gen để gia tăng thực lực. Mặc dù có tác dụng rất lớn, vậy nhưng tác dụng phụ vẫn có rất nhiều. Đặc biệt là sau khi đạt tới giới hạn, thực lực sẽ rất khó tăng lên. La Phong còn trẻ tuổi, lại là tinh thần niệm sư, tiền đồ bất tận nên không cần sử dụng. Vậy nhưng những người còn lại cũng có tuổi rồi, tu luyện tới cực hạn cũng tương đương với dùng thuốc, nên bọn họ sau khi nghe thấy ý kiến này lập tức đồng ý mua. Những ngày tiếp theo, La Phong vẫn miệt mài luyện tập. Ngay sau khi tu luyện xong, đội trưởng đã gọi điện tới hẹn gặp mặt tại liên minh. Mục đích lần này hẹn gặp là muốn tặng anh một món đồ. Trong chiếc vali là 6 chiếc phi đao cao cấp. Nếu có vũ khí tốt, thực lực của anh cũng tăng lên đáng kể. Hai người vừa định quay về thì gặp Từ Hân. Càng ngạc nhiên hơn là anh trai Từ Cương của Từ Hân cũng có mặt ở đây. Hóa ra gia tộc của Từ Hân là đại gia tộc trong nội bộ liên minh. Liên minh HR là gia tộc do 9 siêu cấp tạo thành. 9 siêu cấp gia tộc này phân bố trên toàn bộ thế giới, mỗi một cái trong đó lại bao gồm 10 gia tộc khác nhỏ hơn ủng hộ. Từ Dài chính là một trong 12 đại gia tộc của liên minh trong nước. Đúng lúc còn đang bất ngờ thì còi báo động đã vang lên. Cấp bậc của quái thú lần này đạt tới cấp lĩnh chủ, tên gọi Hắc Nham Hùng. Rất nhanh, quân đội cũng triển khai chiến cơ tấn công. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiến cơ chỉ làm cho màu mè chứ không có bất cứ tác dụng nào cả. Sau khi xả xuống cả nghìn viên đạn, Hắc Nham Hùng vẫn không chút tổn thương. Thậm chí nó chỉ cần thôi một cái đã khiến một chiếc chiến cơ nổ tan tành. Trong lúc La Phong bất lực đứng nhìn thì một chiến binh khác đã xuất hiện, người tới chính là cường giả chiến thần Lục Cương. Thực lực của Lục Cương quả nhiên không tầm thường, không những thân pháp nhanh nhẹn mà chỉ với vài đường kiếm, quái thú cấp lĩnh chủ đã bị hạ đao ván.
Lão Phong cũng có thời gian quay về nhà với bố mẹ, gia đình cùng người thân đang thoải mái sống ở đây đều là nhờ vào những khu căn cứ cuối cùng của nhân loại. Vì nó, những chiến binh như anh nên đứng ra bảo vệ. Nói là làm, sau khi thông báo với mọi người trong tiểu đội một cầu, Lão Phong cũng lên đồ, mang theo vũ khí cùng túi sách rồi lên xe tới nơi vận chuyển làm thủ tục. Nếu như có thể đánh giết quái thú, thu thập tai của chúng hoặc những vật có giá trị khác mang về, quân đội sẽ ban thưởng. Bởi vì thị trấn 0201 chỉ có các loại quái thú cấp thấp, cho nên Lão Phong dễ dàng hạ sát chúng. Ngày đầu tiên ra trận đã có thể giết chết gần 200 con, điều này khiến anh Lý làm thủ tục cũng giật mình. Cứ như vậy ngày qua ngày, Lão Phong rời đi vào buổi sáng, tối đến lại mang chiến lợi phẩm quay về. Chỉ trong thời gian ngắn, số quái thú bị anh giết chết đã lên tới con số hơn 10.000. Mọi người cũng không quên đặt cho anh biệt danh là Phong Điền. Danh tiếng lan xa đi tới đâu cũng có mỹ nữ hâm mộ. Cũng trong khoảng thời gian Lão Phong luyện tập, một bầy lớn quái thú chẳng biết từ đâu tới đột ngột tràn vào thị trấn. Vừa hay lúc đó Lão Phong cũng ở bên ngoài, đang chuẩn bị đứng dậy tiếp tục chiến đấu thì mặt đất rung động. Anh lập tức nhận ra đây là thử triều do một đoàn chuột gây nên, số lượng phe địch quá mạnh, quy mô đủ để săn bằng một tòa căn cứ quân sự trong chốc lát. Nếu như chiến đấu đơn lẻ, Lão Phong dù có trăm cái mạng cũng không đủ. Đúng lúc sắp bị ăn cả thì lẫn xương thì một tia sét từ bầu trời giáng xuống. Tia sét đó hiển nhiên không phải là thiên đạo trợ giúp mà là do cường giả xuất thủ. Tuy nhiên số chuột thiệt mạng so với phần còn lại chưa là gì cả. Căn cứ theo tốc độ thủ chiều, trước khi quân đội kịp tới thì bọn chúng đã tràn tới trụ sở quân khu, đến lúc đó sẽ có thương vong. Cách hiện tại Lục Cường nghĩ ra là câu thêm chút thời gian để di tản, đám chuột thấy vậy đuổi theo không bỏ, cả ba nhanh trí nhảy qua cây cầu gãy. Vậy nhưng ai ngờ phe địch có một con đầu đàn chỉ đạo. Nó biết ra lệnh cho đám đàn em xếp chồng lên nhau dưới bắc cầu, không thể để cho bọn chúng tiếp tục tràn qua như vậy được. Chiến thần Lục Cường lập tức quay lại vùng đào cắt đất đường tiến công của kẻ địch. Tuy nhiên, đám chuột thú đuổi theo đó chỉ là ngụy trang, bởi chúng ngay từ đầu đã có ý định bao vây, cũng đã cho đàn em chặn đường phía trước và thế là cả bà cứ như vậy không còn đường chạy nữa. Cũng may chiến cơ cứu hộ đến đúng lúc, chỉ là đoàn chuột này quá nguy hiểm, tuy không giết chết được ba người, vậy nhưng khu căn cứ Giang Nam lại không thể chạy đâu được. Nếu bọn chúng tràn tới, toàn bộ người dân nơi đó sẽ gặp thảm sát nên Lục Cường quyết định ở lại. Thực lực chiến thần vô cùng mạnh mẽ. Dù vậy thì bọn họ vẫn là con người, mỗi lần tung chiêu là một lần hao tổn sức lực, đánh tới kiệt sức. Không còn cách nào khác, ông đành phải hy sinh thân mình bằng cách tự bạo thân thể. Kết quả là tất cả chuột đều bị một chiêu giết chết. Trong lúc thất vọng vì bản thân còn yếu ớt, anh bất ngờ lĩnh ngộ được trọng thứ hai của cửu trọng lôi đầu. Đây cũng coi như trong cái rủi có cái may. Rất nhanh sau đó, lễ tang được tổ chức. Quy mô lần này rất lớn, rất nhiều thế lực trong cả nước lẫn quốc tế đều tới. Gia tộc của Từ Hân cũng tới. Nhìn thấy Lão Phong, Gia Gia Nàng cùng Từ Cường lập tức không vui, hiển nhiên không muốn để nàng giao lưu với anh. Ngoài những nhân vật đến từ các đại gia tộc, thì lần này còn có sự xuất hiện của Chu Hỷ, cường giả đã vượt qua cảnh giới chiến thần, cũng chính là người dùng một kiếm giết chết Hắc Quan Kim Điều. Hiện tại Lục Cường đã mất, quái thú ở thành phố 003 mà ông trấn thủ chắc chắn sẽ tăng trưởng, nên mọi người trong tiểu đội Hoài Trì muốn tới đó sông sáo. Tuy nơi đó vô cùng nguy hiểm, có cả quái thú cấp linh chủ, vậy nhưng tất cả đều không lùi bước. Mới tiến nhập vào bên trong chưa bao lâu, hai oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau. Chưa dừng ở đó, người của gia tộc Polena cũng tới, dẫn đầu là con trai của hai cường giả chiến thần tên Lý Uy, đi theo cũng có hai lão gia thực lực chiến tướng cao cấp. Khó khăn lắm mới giết chết được một con quái thú cấp cao, vậy nhưng Lý Uy mới xuất hiện đã mạnh mẽ cướp lấy chiến công. Một tên chiến binh da đen lên tiếng ngăn cản. Vậy nhưng lời vừa mới dứt thì hắn cũng đã bị ăn đạn, nhìn thấy chuyện bất bình Lão Phong không thể không ra tay giải cứu. Điều này khiến tình hình lập tức căng thẳng, Lão Phong cũng vì chuyện nhúng tay can thiệp mà bị nhắm tới. Mặc dù cố hết sức chống trả vậy nhưng thực lực bên kia chênh lệch quá nhiều, liên tiếp bị ăn hành, đánh không lại nên chỉ còn cách dùng mưu. Nếu bọn chúng không thả người, người của anh sẽ nã súng về phía Lý Uy. Thực lực hai lão gia vốn không e ngại súng bắn tỉa, vậy nhưng thiếu sao bọn họ lại không có khả năng đó. Nếu như trúng đạn, Lý Uy không chết cũng trọng thương, cho nên bọn họ đành thỏa hiệp và quay xe rời đi. Tuy nhiên món nợ này, bọn chúng nhất định sẽ tính toán sau. Biết đám người kia sẽ tìm cách trả thù, Lão Phong đề nghị mọi người rút lui trước. Còn anh sẽ chủ động theo dõi động tĩnh, có gì còn cấp báo để mọi người tìm cách ứng phó. Nói là theo dõi, vậy nhưng trong lòng Lão Phong vẫn muốn tự tay diệt trừ kẻ địch. Hiện giờ chỉ cần hai tên chiến tướng cao cấp tách ra mà thôi. Trên lý thuyết là như vậy, chỉ là bọn chúng lại có đề phòng chưa thể ra tay ngay lập tức. Nhìn lúc cả đám ra ngoài, chỉ còn hai người ở lại, Lão Phong cũng hành động, thân thủ nhanh nhẹn dễ dàng vượt qua tầm mắt cũng như động tĩnh. Trước khi hành động, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, cả gia đình anh đang gặp nguy hiểm. Tức giận vì điều này, anh không kìm lòng được nữa mà lao lên tấn công bất ngờ. Đợi tới khi đám người còn lại quay về thì hiện trường đã không còn nổi một sợi lông. Thứ duy nhất còn đó là bãi máu cùng với vũ khí nằm dưới đất. Thậm chí thiết bị phát sóng âm còn chưa bị tắt, cho nên đám quái thú xung quanh rất nhanh cũng lại tới.
Hầu hết cấp độ đều là thú tướng nên cả đám đành phải phá vòng vây thoát ra. Ba người của tiểu đội hồi nhà bị bao vây chết không kịp chăn chối. Hai lão già đi theo Lý Uy có thực lực mạnh nên dễ dàng chém giết quái thú, đáng tiếc số lượng quá đông. Đúng lúc nhóm người Lý Uy gặp nguy hiểm thì hai vị chiến thần là Lý Hám cùng với Vương Thông xuất hiện. Bọn họ tới đây với nhiệm vụ là đánh giết một con thiết giáp long cấp lĩnh chủ cao cấp, tương đương với chiến thần cao cấp của nhân loại. Hành động lần này rất nguy hiểm, vài chục cây số xung quanh đều sẽ bị cuốn vào trận chiến. Đây chính là thiết giáp long đối tượng bị nhắm tới. Nó không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà dưới trướng cũng có rất nhiều đàn em, tất cả được tập trung lại một chỗ. Trong số các thủ hạ tinh anh có hai con hỏa lần tam kích chủ cấp lĩnh chủ sơ cấp. Ngay khi màn đêm vừa được buông xuống, hai người liền bắt đầu kế hoạch tấn công. La Phong cũng âm thầm đi theo quan sát. Thấy có kẻ tiếp cận, hai con hỏa lần tam kích chu liền gào lên, cả đám quái thú liền ồ ạt xông ra tấn công. Đám quái thú mặc dù rất đông vậy nhưng đối mặt với cường giả cấp chiến thần, bọn chúng liền bị đánh cho tan xác. Hai con lợn cấp lĩnh chủ đành phải đích thân ra trận, lấy lợi thế số lượng để áp đảo, bọn chúng nhanh chóng áp đảo Lý Hám. Chỉ có điều thần pháp của hắn lại quá nhanh, hắn dễ dàng lấy lại lợi thế bằng cách né tránh công kích rồi phản công. Ở chiến tuyến khác, Vương Thông một mình chiến đấu với thiết giáp long, mặc dù bị ăn hành ngập mồm vậy nhưng nó lại có lợi thế da dày thịt béo, tất cả đòn tấn công chỉ khiến nó đau đớn và bị thương nhẹ chứ không thể giết chết. Trước mắt nếu có thể phá hủy trứng rồng khiến cho tâm trạng thiết giáp long bất ổn thì phần thắng của bọn họ sẽ lớn hơn. Nghĩ tới đây, La Phong liền bay tới ổ của thiết giáp long. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng, vậy nhưng ai ngờ tại hang ổ của nó còn có hơn 70 con cấp thú tướng đang canh chừng. La Phong đành phải men từng chút tiến vào trong tòa nhà, mà ở bên trong cũng có đội ngũ phụ trách trông coi. Ở giữa sân chính là trứng của thiết giáp long. Dự định ban đầu là phá hủy quả trứng, tuy nhiên sau thoáng chốc suy nghĩ, nếu có thể mang trứng rồng về giao cho sở nghiên cứu có lẽ sẽ càng có giá trị. Nghĩ tới đây, La Phong liền chậm rãi đem 6 thanh phi đao nhấc quả trứng lên rồi di chuyển về phía mình. Tuy nhiên hành tung đã bị bại lộ, đám quái thú nhanh chóng hô hào thông báo. Biết nơi này không thể ở lâu, anh lập tức lao ra ngoài. Sau một hồi chiến đấu chật vật, thần pháp của anh lại có đột phá từ nhập vi lên hoàn mỹ nên may mắn thoát thân. Chỉ có điều thiết giáp long lúc này cũng về tới. Nó nhanh chóng lao lên tấn công. La Phong biết đánh không lại nên quay xe bỏ chạy. Cứ tưởng ở trên cao sẽ an toàn, ai ngờ vừa mới xuyên qua tầng mây đã bị một đàn quái thú bay tấn công buộc phải quay lại mặt đất. Sau đó nhanh trí chạy xuống hầm để xe dưới đất để lẩn trốn. Anh lập tức kiểm tra bản đồ tìm đường thoát. Vừa hay ở gần đây có một đường hầm tàu điện ngầm. Anh nhanh chóng thoát ra ngoài, vừa vặn tiểu đội Lôi Đình cũng đang ở đây nghỉ ngơi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi tới đâu cũng dễ dàng gặp nhau. Tình thế lúc này chính là tự đi vào miệng cọp. Sau một hồi suy nghĩ, La Phong đành phải hạ giọng xuống nói chuyện, hy vọng bọn họ có thể ở một bên quan sát. Bản thân anh muốn tính toán sổ sách với đội trưởng tiểu đội Hổ Nhàm. Tuy nhiên, Louis lại có suy nghĩ khác, trước đó từng bị La Phong làm nhục, còn bị mang ra để uy hiếp. Nỗi nhục này hắn không thể tha thứ được. Hơn nữa, thứ hắn thích sưu tập lại là đầu lâu của nhân loại, những chiến binh trẻ tuổi được xưng thiên tài. Trước đó hắn đã giết chết mấy người như vậy, mục đích hiển nhiên là không để cho bất kỳ thiên tài nào tồn tại ưu tú hơn hắn. Đột nhiên lão già tóc bạc lại chú ý tới chiếc ba lô sau lưng La Phong. La Phong liền thừa nhận thứ bên trong chính là trứng rồng của thiết giáp long. Giá trị của nó ít nhất cũng 5 tỷ, đem ra trận đen giá càng cao hơn. Tên Lý Uy thấy vậy liền tỏ vẻ kiêu ngạo, gia tộc của hắn không thiếu tiền nên chút tiền lẻ này hắn không cần. Chẳng qua là trứng rồng mà thôi, cũng coi như là chiến lợi phẩm của hắn đến đây để rèn luyện. La Phong nghe vậy liền nhanh trí ném ba lô đi. Tên đội trưởng của tiểu đội hồi nhà may mắn đón được trứng rồng, vậy nhưng vừa cầm tới tay đã bị giết chết. Hiển nhiên là đám người này không muốn chia phần. Gái trung niên chiến tướng cao cấp vui mừng mở ba lô kiểm tra. Xui xẻo thay, bên trong ba lô đã có sẵn hai thanh phi đao, chỉ chờ hắn ngó đầu vào là một phát tấn công. Màn úp sọt quá bất ngờ khiến hắn lập tức đằng xuất khỏi trái đất. Lão già tóc bạc thấy đồng đội bị ám toán liền nhanh chóng đập cho La Phong một trận, bởi vì quá tự tin khiến cho bản thân mất cảnh giác. La Phong lập tức điều khiển một thanh phi đao làm một đường vào cổ. Lý Uy lập tức cầm kiếm lao lên tấn công, vậy nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị một thanh phi đao xuyên vào chân khiến hắn nằm ngã ngửa, không thể di chuyển. Sau đó bỏ lại hắn một mình giữa bầy quái thú. Kết quả cần đến cũng đã đến, Lý Uy bị yêu thú tiễn xuống suối vàng. Đây là căn biệt thự của gia đình tên Lý Uy, còn đây là cường giả rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Hắn được gọi là chiến thần cao cấp ngốc thú Lý Diệu, cha của Lý Uy. Mỹ phụ nhân này tên là Độc Hà Duy Lena, chính là vợ của Lý Diệu, em gái ruột của tộc trưởng gia tộc Ba Lai Nạp Từ, hoặc gọi là Polena. Đây là một trong 9 đại gia tộc lớn nhất của liên minh HR. Duy Lena vừa là một chiến thần cao cấp, vừa là tổng tài của liên minh HR ở Hoa Nạ. Biết con trai gặp nguy hiểm, hai vợ chồng nhanh chóng lên chiến cơ đi tới tọa độ của Lý Uy. Trong lúc đó, La Phong vẫn miệt mài di chuyển. Tuy rằng anh xuất phát từ vẻ chính đáng, vậy nhưng bản thân lại không thể chứng minh trong sạch. Một khi bị người của gia tộc Lý Uy dùng vệ tinh để dò xét thì càng phiền phức. Nhìn thấy con trai được đắp chiếu gọn gàng, hai vợ chồng vô cùng đau buồn. Vừa hay quá trình mô phỏng hiện trường cũng hoàn tất. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, có hai khả năng có thể xảy ra. Đầu tiên, hung thủ là cấp chiến thần, vậy nhưng che giấu thực lực.
Thứ hai, hung thủ chính là tinh thần niệm sư, như vậy người có khả năng là chiến tướng trung cấp trở xuống. Rất nhanh sau đó, tin tức cũng được thông báo ra bên ngoài, mức trao thưởng 100 tỷ gần bằng tổng doanh thu toàn cầu của Liên minh HR. Cho nên đây chính là con số trao thưởng cao nhất từ thời kỳ đại niết bàn tới nay. Trong lúc thế giới bên ngoài đang xôn xao thì La Phong lại đang ở một căn biệt thự bỏ trống nghỉ ngơi. Không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, anh liền tập trung vào luyện đao pháp nên tìm tới đám quái thú. Sau một hồi tập luyện thì trọng thứ 3 của cửu trọng lôi đao cũng luyện thành công. Một đao vùng ra đã tiêu diệt hết quái thú Ngưu Mao Vương. Vì để tránh nghi ngờ từ giờ trở đi, anh cần tính toán kỹ cho mỗi bước đi hành động. Tất cả mọi chuyện xảy ra tại thành phố 003 đều không được nói cho bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình. Tiếp theo là báo cáo thành quả săn giết của tiểu đội Hỏa Chùy. Đổi mới tài liệu cá nhân giúp La Phong chính thức được tăng lên cấp chiến tướng sơ cấp. Điều thứ ba là dùng phần thưởng để mua đệ tứ trọng bí tịch cửu trọng lôi đao nhằm gia tăng thực lực. Cuối cùng là quyết định hướng đi của trứng rồng. Chỉ là trứng rồng quá mức rêu sầu, cho nên La Phong phải nghĩ cách thông qua chợ đen. Sau khi đã tìm được nhà môi giới, anh liền mang theo trứng rồng tìm tới nơi giao dịch. Sau khi sử dụng máy thăm dò, Vương Hầu liền vui mừng. Lão ra giá 5 tỷ cho quả trứng, đồng thời cũng đảm bảo tuyệt đối không tiết lộ tin tức. Nhận xong tiền, giao xong đồ, La Phong liền rời đi. Trên đường về vô tình gặp được bạn gái của em trai. Mục đích cô nàng tới đây là để đưa thư, muốn nhờ anh mang bức thư cho A Hoàng. Về tới nhà, nhìn dáng vẻ em trai đang thất thần, liên tục tự chế giễu bản thân. Thay vì cố gắng vượt khó đi lên thì lại chỉ biết ở mỗi chỗ ủ rũ than trời trách đất. La Phong nghe vậy liền nổi giận tát cho thằng em tỉnh táo lại. Quay trở lại với gia đình Lý Diểu, trải qua vài ngày điều tra, bọn họ đã tra được trong số 506 mục tiêu trước đó có 26 người tồn tại động cơ giết người. Tuy nhiên, phân tích đi phân tích lại vẫn không biết hung thủ là ai. Lý Diệu đành phải tiếp tục yêu cầu mở rộng điều tra, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Những ngày tiếp theo, La Phong vẫn miên mài luyện tập chiến đấu với Ô Thông. Trải qua lần đột phá lên đệ tam trọng của cửu trọng lôi đao, lực tấn công từ một cú đấm đã đạt lên con số 28 tấn. Nếu tính chiến lược, thực lực tổng thể sẽ tương đương chiến tướng cao cấp. Thậm chí đối mặt với chiến thần sơ cấp cũng có thể đánh một trận. Võ quán cực hạn đón khách tới thăm, lão được gọi là Dương Huy, đột phá tới đây để kiểm tra năng lực của La Phong. Thực lực của lão chính là cường giả chiến thần hàng thật giá thật. Về phần La Phong, anh đi tới hội họp với các huynh đệ trong tiểu đội, bọn họ cũng đã nghe thực lực của anh. Với năng lực như vậy, anh hoàn toàn có cơ hội tham gia huấn luyện đặc biệt. Trong khi đó, Dương Độc phái viên sau khi nghe tới thành tích của La Phong cũng phải kinh ngạc. Chỉ có điều, tổng bộ lại truyền tin tức nói rằng vương gia của Liên minh HR đang muốn bỏ 50 tỷ để mua lại một suất. Điều này khiến Dương Huy không thích. Phía tổng bộ không muốn làm căng thẳng nên chỉ nói mập mờ. Phía vương gia cũng đưa ra yêu cầu, trừ phi võ quán cực hạn lập tức đưa ra được người tuyển chọn không thể tranh cãi. Cho nên Dương Huy bắt buộc phải tự mình lái chiến cơ tới đón La Phong. Cùng lúc này, La Phong và các huynh đệ kịp thời tới đúng lúc giải cứu được tiểu đội Bắc Hàm. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không hề dễ dàng như vậy, cả đám nhanh chóng bị một bầy quái thú tấn công. Cầm đầu đám đang sói này chính là một con kinh công thực lực cấp lĩnh chủ, cự nhằm hắc hùng. Bởi vì thực lực của mọi người ở đây quá chênh lệch, nên La Phong không còn cách nào khác là phải một mình chiến đấu với tên cầm đầu. Đáng tiếc là thực lực của nó quá mạnh, sao thì lại cứng rắn. Dương Huy ở trên quan sát cảm thấy không ổn nên đích thân ra trận. Chỉ ba nhát chém đã dễ dàng chém giết được mấy chục con quái thú. Cự nhằm hắc hùng thấy vậy tức giận lao lên, vậy nhưng chưa kịp biểu diễn sức mạnh thì đã bị chém bay đầu. Mỗi một lần xuất kiếm từ hồi chém ra hơn 10 đường kiếm quang, thực lực quá kinh khủng, mọi người nhanh chóng tới cung kính cảm ơn. Nghe được mục đích đặc sứ viên tới đây, La Phong vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy hụt hẫng. Điều này có nghĩa rằng tiểu đội hồi nhà sẽ phải giải tán. Không ngờ rằng ngày này lại tới nhanh tới như vậy. Tuy nhiên, đội trưởng và mọi người vẫn lạc quan, bọn họ nhất trí ủng hộ La Phong. Sau một phút tưởng niệm, anh cũng lên chiến cơ quay về. Được biết, tổng bộ võ quán cực hạn có tổng cộng 2 trại huấn luyện lớn. Lão sư ở nơi đó tối thiểu cũng là cấp chiến thần. Ngay cả cường giả hàng đầu thế giới như Hồng và Lôi Thần cũng đi theo chỉ đạo. Tóm lại thì nơi đó tập hợp những học viên thiên tài nhất trên toàn thế giới, lão sư giỏi nhất, trang bị tốt nhất. La Phong muốn tiến vào bắt buộc phải thông qua khảo nghiệm cấp B. Bởi vì khảo nghiệm được tiến hành trực tiếp tại tổng bộ cũng có nghĩa rằng sẽ phải rời khỏi nơi này một thời gian khá dài. Cho nên việc trước tiên anh cần phải làm đó là quay về nhà tạm biệt người thân và bạn bè. Sau đó hẹn gặp Từ Hân nói chuyện. La Phong và Từ Hân cùng nhau trò chuyện tới tối. Hai người ôm nhau chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy. La Phong chậm rãi đi bộ về nhà, anh muốn tìm một chút hoài niệm. Nửa năm trước vẫn còn ở nơi này, tập luyện trong ngõ hẻm tối om, sinh hoạt trong gian phòng chật chội, vậy mà giờ đây mọi chuyện đã khác. Đúng lúc đang tưởng niệm thì bị một giọng nói cắt ngang. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là tên thiếu gia theo đuổi Từ Hân. Hắn chính là Vương Hưng Bình, đến từ vương gia ở Kinh Đô. Mục đích tới đây là tặng cho La Phong một lời khuyên, mau chóng né xa Từ Hân. Không ngờ tên này lại là một thiếu gia của một trong 9 đại gia tộc nòng cốt Liên minh HR. Dù là vậy thì anh vẫn không nhân nhượng. Vương Hưng Bình thấy nói chuyện không được nên muốn sử dụng vũ lực.
Mấy tên vệ sĩ nhanh chóng bước xa. Trong bốn vệ sĩ thì ba người có thực lực chiến tướng trung cấp, một chiến tướng cao cấp. Muốn đánh bại bọn họ phải sử dụng tới tinh thần lực. Nếu làm như vậy, anh lập tức sẽ bị gia tộc Bolena để ý tới. Hơn nữa bối cảnh phía sau tên này lại quá mạnh, trước mắt không thể đắc tội. Vậy nhưng không muốn đắc tội thì chắc chắn sẽ bị đập cho xà bã. Sau thoáng chốc suy nghĩ, Lạc Phóng quyết định không nhân nhượng,